suốt cuộc đời. Mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹt ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao ngôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sao đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu. Dáng vóc mẹ mới đẹp làm sao, một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ, đã để lại cho con cháu một niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của bể. Mẹ thiêng liêng quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con, các cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, trong suốt chặng đường mẹ đã đi qua chất chồng những vui buồn trăn trở, mẹ vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm, có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng mẹ đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn mẹ chắt chiu nhiều cay đắng, để có ngày nay chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy mẹ tóc đã bạc, chân đã chậm. Mẹ ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con mẹ đã vất vả tảo tần chắt chiu từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con thật sự thành người. Mẹ ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Mẹ ơi, con tạc trong lòng, san chân vất vả mẹ không xá gì. Mẹ ơi, cuộc đời mẹ hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của mẹ. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời mẹ đã được khơi lại, kết thành chuỗi cường, để đến ngày hôm nay chúng con mới được lần lại từng hạt mà mới thấy hết giá trị đích thực. Mẹ ơi, ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như núi cỏ, như nhành hoa tiên, mà nay đã bạc tơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, mẹ đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vươn lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của mẹ đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại chúng con mới thấy hết thật sự mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên mẹ, muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với mẹ đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu xanh,
tóc bạc đi để lo lắng cho các cháu, các con của bốn phương trời góc biển. Mẹ vất vả cuộc đời, hiểu như thế, biết như vậy. Và chúng con là con người, nên hôm nay quỳ bên mẹ, chúng con cầu mong sự tha thứ của mẹ cho những đứa con vì cuộc sống xa hoa không được nâng giấc mẹ khi mẹ đang ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con hứa với mẹ, dưới mái nhà này đây, khi không còn mẹ, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của mẹ và không để người đời chê trách. Đời mẹ đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại xem về bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Được nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đây là việc làm mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với mẹ kịp thời. Khi mẹ đang cần tấm lòng trời biển của mẹ, hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia mẹ nhé. Mẹ ơi, chúng con hứa với mẹ rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của mẹ, và mẹ là người mẹ bất tử của chúng con. Cuộc đời mẹ thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Thank you.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát êm như sao diều giật giơ, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng hát trẻ quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tôi vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếng tình 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 tang liên hoa
nay đã chuẩn bị bước vào giờ tổ chức lễ tang. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, kính mời các cụ, các ông, các bà, gia đình, họ hàng, nội ngoại gần xa, bà con khối phố chúng ta khẩn trương trở về gia đình. Để chúng tôi xin nhắc lại, hiện nay đã chuẩn bị bước vào giờ tổ chức lễ tang. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, kính mời các cụ, các ông, các bà, gia đình, họ hàng, nội ngoại gần xa, bà con làng xóm chúng ta khẩn trương trở về gia đình để bước vào giờ tổ chức lễ. Đội trưởng đội sản xuất số 2 sẽ lên điều hành ban tang lễ.
Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Tỷ, kính thưa các vị đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại diện cho cơ quan ban ngành trong và ngoài thị trấn Đại Nghĩa, các cụ người cao tuổi, các cụ Phật giáo đôi dân Văn Giang Nam Dương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thông gia nội ngoại gần xa lân bằng thân thiết, thưa tất cả các quý vị, cụ Lê Thị Tỷ sinh năm 1935, đội 2 thôn Na Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được y bác sĩ, gia đình, con cháu, nội ngoại chăm sóc, cứu chữa tận tình nhưng không qua khỏi, đã tạ thế hồi 15:45 ngày 7 tháng 6 năm 2010, tức ngày 25 tháng 4 năm Canh Dần, hưởng thọ 76 tuổi. Về dự lễ tang có huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc, các ban ngành và đoàn thể huyện Mỹ Đức, có các vị đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc thị trấn Đại Nghĩa, có chi ủy, ban chỉ đạo thôn Văn Giang, các đoàn thể chính trị trong thôn cùng bà con làng xóm. Ban tổ chức lễ tang cụ Lê Thị Tỷ: một, ông Lê Văn Lông, trưởng ban văn hóa thông tin làm trưởng ban; hai, ông Lê Anh Báo, trưởng thôn làm phó ban; ba, ông Bùi Hương Thịnh, hội trưởng người cao tuổi làm ủy viên; bốn, bà Nguyễn Thị Nụ, đội trưởng số 2 ủy viên; năm, ông Lê Nguyễn Hồng Đoài, đại diện tộc tiểu ủy viên; sáu, ông Nguyễn Ban Tích, thay mặt gia đình. Sau đây xin giới thiệu ông trưởng ban văn hóa thông tin lên hồng lớp. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Tỷ, kính thưa các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể gia quyến. Cụ Lê Thị Tỷ sinh năm 1935, quê quán thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là hội viên hội người cao tuổi. Sau một thời gian lâm bệnh, đã được gia đình, con cháu cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa. Song do tuổi cao sức yếu, cụ đã tạ thế vào hồi 15:45 ngày 7 tháng 6 năm 2010, tức ngày 25 tháng 4 năm Canh Dần, cụ hưởng thọ 76 tuổi. Thưa ban tang lễ, với 76 năm của một đời người, cụ Tỷ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Những năm tháng đầu cuộc đời của cụ gắn liền với những cảnh sống của những người dân nô lệ, mất nước, lầm than dưới ách đô hộ của chế độ thực dân phong kiến. Tới khi hòa bình lập lại và đến tuổi trưởng thành, cụ Tỷ đã kết nghĩa vợ chồng cùng cụ ông là Nguyễn Văn Cóc. Kể từ đó, hai cụ đã lo xây dựng cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái và nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Những năm tháng qua của cuộc đời cụ, cụ Tỷ thật là gian truân và vất vả. Cụ đã chịu thương, chịu khó. Đất nước trong những năm 60, những năm 70 phải chịu đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược. Cụ Tỷ đã một nách 6 đứa con thơ và đã tần tảo chung tay cùng của ông và tạo điều kiện cho của ông tham gia công tác xã hội, làm lụng sớm hôm, bữa rau, bữa cháo, mong sao cho các con khôn lớn trưởng thành. Hai cụ có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Không phụ lòng công chăm non nuôi dưỡng của cha mẹ, các con cụ đã thực sự khôn lớn và trưởng thành, thành những công dân tốt của xã hội, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ba con trai của cụ đã từng lên đường tòng quân làm nghĩa vụ quân sự. Hiện có 2 con đang là sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Các con gái của cụ có đã trưởng thành, người là giáo viên, người là giáo viên, đều thể hiện truyền thống gia đình và truyền thống của quê hương. Các con dâu, con rể của cụ, các cháu, các chất của cụ trong đại gia đình đều đã thành đạt và đã hưởng cuộc sống hạnh phúc.
thật là ngắn ngủi. Vừa mới hôm nào đây, chúng ta còn thấy cụ Tình còn khỏe mạnh, còn nhanh nhẹn, còn lao động, còn sản xuất. Còn bảo ban cho con, cho cháu chăm lo cho công việc, gia đình, họ hàng, anh em. Cụ còn vui vẻ tham gia các hoạt động của hội, của làng. Mà giờ đây, cụ đã vĩnh viễn cách xa, trở về với tổ tiên nơi suối vàng cực lạc. Những tháng năm bệnh nặng, chắc cụ cũng hiểu rằng đời người chắc chỉ là vậy, sống gửi thác nhờ. Cụ thanh thản ra đi khi bổn phận vai trò của người vợ, người mẹ, người bà. Và cụ chỉ ân hận một điều, tuổi trẻ thật là gian nan vất vả. Đến lúc cuộc đời, cuộc sống này đang đổi thay, đang sung sướng, đang hạnh phúc thì cụ chẳng còn được sống để được các con, các cháu, gia đình để chăm sóc, để phụng dưỡng. Thế là kể từ đây âm dương cách biệt, biết làm sao khi số phận đã an bài. Chiều hôm nay sao nóng bức quá trời ơi, nghe tin cụ quy tiên, mọi người trở về đây cùng thắp nén nhang thơm để đến đưa người quá cố. Cụ ông thẫn thờ, thế là từ nay vĩnh viễn xa cách người vợ hiền, chịu thương chịu khó, chia sẻ gánh vác xây dựng, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Các con cụ, trai, gái, dâu rể cũng nuốt lệ tiếc thương, thương người mẹ hiền hòa suốt cuộc đời chăm lo tảo tần nuôi con, nuôi cháu. Cụ Tình ơi, âu cũng là quy luật của cuộc đời, sinh quý tử quy. Chúc cụ nơi suối vàng cho linh hồn thật siêu thoát. Và cụ hãy yên lòng với những người ở lại, sẽ vượt qua nỗi mất mát đau thương để dần dần xây dựng cuộc sống mới càng tốt đẹp hơn. Kính thưa ban tăng lễ, để tỏ lòng tiếc thương và vĩnh biệt cụ Lê Thị Tình trước lúc đi xa, thay mặt ban tổ chức tăng lễ, tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể ban lễ tang, chúng ta có mặt nơi đây hãy đứng dậy dành một phút để tưởng niệm và vĩnh biệt cụ Lê Thị Tình. Xin tất cả mọi người chúng ta đứng dậy. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại diện cho gia đình có lời phát biểu, xin trân trọng kính mời. Và ngoài thị trấn, kính thưa các cụ người cao tuổi Nam Dương và Bắc Giang, các ông các bà dâu gia nội ngoại gần xa, bà con làng xóm, em tôi là bà Lê Thị Tình, sinh năm 1935 tại quê nhà. Do tuổi cao bệnh trọng, mặc dù đã được các y bác sĩ, gia đình, con cháu, nội ngoại tận tình chăm sóc và cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đã từ trần hồi 15 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 2010, tức ngày 25 tháng 4 canh Trần, hưởng thọ 76 tuổi. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các vị đại biểu, các ông, các bà, dâu gia, bà con, làng xóm đã bớt chút thời gian vàng ngọc tới cúng viếng và chia buồn cùng gia đình. Trong lúc tan gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Sau khi đưa em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin mời các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể bà con
trở về nhà xơi chầu, xơi nước và chia buồn cùng toàn thể gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Cụ Lê Thị Xỉnh ra lên nghỉ cuối cùng. Xin kính mời quý vị đại biểu, kính mời các cụ, công các bà và toàn thể quan tăng lễ, chúng ta cùng kính đưa cụ ra lên nghỉ cuối cùng. Đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Con mềm cánh, đời con mất mẹ tuổi con xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ. Con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương muôn đời, ôi mẹ.
ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.